đóng gạch nó phải người khỏe, còn phải đàn ông khỏe mạnh cơ. Đấy, nhồi đất vào ngoài này. Dạ, tao bao xin. Dạ, bao xin dạ. À, là đấy. Ê, chị uống đi, cô mẹ quan tục đề bao cốt tía chị à? Đề ở đây bao đi à xin? Bao đi à xin? Bao ăn bao đi xe cả. Uống bao đi thì xe cả. Uống bao đi? Đấy, một ngày là hết còn một số này qua này. Thì sẽ uống ở từ sau mình grande, sau grande. À xin? Dạ. Ok, hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Công Giả Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Để thì ngày hôm nay là ngày cuối tuần các bạn. Thì ngày hôm qua là anh em mình cũng đã tổ chức cái tiệc trung thu rất là vui dành cho tất cả các em thiếu niên và nhi đồng tại bản làng Đán Lát. Thì hôm qua thì mình ở đấy thì mình cũng có nhờ anh quản lý là bảo là thuê cho mình một hai anh thợ đấy các bạn, để ra xây cho mình cái móng, cũng cái xây nhà đấy, xây nhà lên. Là trước tiên là sẽ xây một cái nhà mà nhà để đựng những cái dụng cụ lao động của người dân đấy các bạn. Còn gạch thì hiện tại cũng chưa đủ để người dân cũng đang đóng. Thì hôm nay là thứ bảy thì mấy anh em mình lên đây quay lại để xem để có anh thợ này lên chưa. Thì hôm qua mình phải nhờ anh quản lý để anh ấy là tìm cho mình ở gần gần đấy. Nhưng mà ở trong bản đóng kia xá quá đấy các bạn. Mà trong ấy bác trưởng bản cũng bảo không có thợ, cho nên là mình phải thuê ngoài này để cho họ đến làm cho nhanh đấy. Đấy, còn người dân thì sẽ đổ gạch thôi, thì em đổ gạch. Bây giờ anh em mình sẽ đi vào trong để xem như nào. Thì cũng như lời bác Bí thư Huyền đấy các bạn, thì hôm qua bác ấy, hôm kia bác ấy nói rồi, thì sáng tuần thì sẽ có máy móc. Thì bây giờ chỉ có máy móc cay xong rồi sẽ là chia đất, chia theo 4 phần dành cho các bác trưởng bản về chỉ đạo người dân để mà trồng trọt. Lúc đấy thì mới bắt đầu làm việc các bạn. Thì bây giờ là chủ yếu đóng gạch, chủ yếu là đàn ông thôi, chứ phụ nữ thì cũng chưa làm gì ở đấy cả, cho nên đi lại cũng mất thời gian các bạn. Đấy, gạch hôm nay đổ nhiều này, đổ bên này là chuyển sang bên kia đổ tiếp. Chúng là đổ được từng nào gạch được nhiều từng nào thì hãy từng đấy các bạn, để mà làm nhà, để mà phải làm đánh thủ, chứ không có sống sau là mua nặng lên mua mưa xuống đấy thì khó làm đấy. Bơm được các bạn, cái vòi này đấy là không phải là chắc mình sử dụng nó này, đấy là của những người dân xung quanh đấy, họ cũng sử dụng các bạn. Bơm được lên này tưới cho cà rốt đấy của họ này. Dời, cà rốt tưới có gậy, nhưng mà hôm ở dưới này được một tí nữa tôi cũng không ăn thua đấy. Dời, cà rốt này. Đấy, những cái nhà nào cứ gần nước là trồng được như thế này các bạn ơi. Đấy, còn những ở phía trên kia là không ai trồng đâu, để thế này. Có thể là để hoang, là không ai làm đến đấy đâu. Đấy, còn dưới này này, vòi là bây giờ là sử dụng trong cái tán nước của mình, sử dụng trong cái hồ nước của mình là bơm lên đây. Đấy, bơm vòi lên đây là tưới cho cà rốt này, ngô này, cũng có trong một ít lách ngô đấy các bạn ơi. Mà cũng không thua. Chắc là mấy hôm là ở dưới kia là nước không đủ đấy, hay là như nào đấy, là không đủ tưới. Thế bây giờ hãy mình đào đấy là giờ bấm có gậy. Đấy, thế này này. Dời, cà rốt. Nhưng từ chỗ nào cứ gần lách nước là người dân cứ tận dụng. Nhà nào có điều kiện hơn thì mua máy bấm. Đấy, chứ mà sạch nước đấy này để mà tưới thì không được, không được đâu các bạn. Rồi là bây giờ nói chung là thấy có tăng nước thì nước nhiều đấy thì cho người dân xung quanh đấy. Đấy, gọi là dân thổ đấy các bạn. Để cho họ sử dụng, để cho họ bảo vệ cho mình nữa, chứ không phải là mình giữ hay làm gì đâu. Kệ họ, để cho họ lấy thôi, tưới thôi. Đây, tưới. Sáng ra là tưới 4-5 lách cà rốt luôn các bạn. Nói chung là cũng ok hết. Mùa này mà trồng được cà rốt thì là cũng đắt giá đấy các bạn. Đi mua khấu mà, mình chỉ nhổ xem một cái. Thôi, nhổ một cái cũng được rồi. Đây là của láng giềng. Đấy, của láng giềng thì cho họ sử dụng được, của mình cũng được, cũng không sao. Sau này họ còn bảo vệ cho mình, hay là làm những mình cần những cái gì xung quanh đấy, có cỏ cần thiệt, cỏ lập mái nhà như nào đấy thì họ sẽ cho người dân đấy lấy, chia sẻ lẫn nhau thôi. Đấy, vòi bơm lên đây là vòi giờ từ cái hôm mình đào tét nước lên đây, vòi rất là nhiều bạn, thô to xuống như bơm hết. Sáng ra cái vòi này sẽ có chua, vòi này vòi bạc này là phơi dưới nắng thì nó sẽ hỏng hết. Ba hôm là bở đúng không? Ừ, thì đổ gạch. À, ôi chú tí ra qua kì. Qua la lê. Qua la lê. Ừ, giời. Các bạn đang lấy được cái này. Số bảy xin nó cút xa đưa qua la. Không ơi. Xin xin tôi đốt bánh đấy. Ừ, bà trường bản này. Lắm lạ phải đấy các bạn. Rất là nhiệt tình nha các bạn. Số bà tôi đốt bánh. Dạ, bà tôi đốt bánh. Một cách normal. Ok. Dạ, obrigado. Ê chị lá 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 đầu tiên là đua qua cái. So anh chị tres días atrás cuando tirara, so hoy se no tirara. Ah, ya. Cúrsa como tu bomba rego. No, es por eso que estábamos por eso.
Ya tengah buat dia dia adu bu? Dia teng. Ah. On tengah yang mana adu anak raya leh di aju dah teraje adu meter raya oju leh jah. Terus. Sing terus. Nah, pelak dah pelan terak aja. Okay. Esy oju so tengah buku asih buruk eh? Tengah buku agente oju. Não sei o que surge mais. Ah, é? Yeah, não sei, hoje era muita pouca gente. Thì miễn sao là cũng ít người là làm chất lượng được thôi. Vì các bác cũng cắt cử thì hiện tại là bây giờ chỉ chơi máy thông trộn thôi bạn. Thế nên cũng không cần người dân đi ra đây nhiều lắm. Chủ yếu là các đàn ông đi ra đây họ đọng gạch, họ có sức khỏe. Còn phụ nữ chỉ cần đi lấy cỏ về để trồn vào cái gạch này thôi. À, xin đặc kê nada. Segunda feira do aquele do CF ali já fala, né? Sim. Ainda não sai segunda-feira como assim, tá vendo? Ok. Depois ele vai trazer a máquina. Tá bem. Essa rua. Muito depois bem. Tudo o povo vem cultiva. Tá bem, fila, okay. Crescem milho. Sim, tá bom. Tá bom. Rất là nhiệt tình luôn, một người một bác trường bản là công nhận nhiệt tình và rất là hiền hòa các bạn. Đấy. Tá bom assim, vamos para o trabalho. Tá bom assim, obrigado. Ok. Đấy, đang động gạch đấy các bạn. Ok. Phải đánh ống các bạn. Đấy, bác trưởng bảo này. Sao ba? Ô. Con về từ lúc anh? Dạ. Xin. Tao có anh Duca? Dạ. Về lù từ lúc anh? Con về từ lúc anh. Dạ, muốn Duca nào á? Dạ. Ok. Tí đây xì ở đây à, ta bông. Bà đi bố nó yên nó yên bù ra là đã đến rồi. Đặc kê ra đặt vai tanh vui để ca giả vai sụp đưa cái đàn nữa xin. Bố vụ và phích ca đồ mẹ kì, đi bố cụ tì và ta cúi à. Cúi à. Chà bê ba. Chà bê ba. Gạch rất là đẹp các bạn này. Gạch cực kỳ đẹp quá này. Cô bê. Sô tô bê. Dạ. Và anh Duca. Anh Duca. Cá nào à. Anh Duca nào à. Ta bông này. Ta bông. Xì ở đâu của xì ta bông, bà ra phích ca bông ta ra bà liều la. Tá vendo? Nossa, areia sai bem. Liga? Sai bem os adobos. Sim, yeah. Sai muito bem mesmo. Sai muito bem. Động gạch phải người khỏe, còn phải đàn ông khỏe mạnh nữa. Đấy, nhồi đất vào đây này. Dạ, tá bom assim. Dạ, pôi xuống đây chứ. À, lá đấy. Móng sáu đoạn được nhiều gạch. Nên là để mà xây được nhiều nhà thì mùa mưa thì người dân sẽ được ở lại là đời phải đi về các bạn, là mất công lắm. Những cái dự án này thì mình cũng làm từ từ các bạn, không thể làm được một lần mà để nhanh được, vì là một cái dự án rất là lớn, một dự án rất là lớn cả hàng trăm hộ dân, nên mình cứ làm bước đầu là mình cứ khởi công như thế đó, mình cứ làm từ từ. Lúc nào mà cày kiệt ở trên kia sông suối đấy thì mình sẽ bảo bác trưởng bản là sẽ chia toàn bộ đàn ông ở đấy là đóng gạch, cứ đóng từ từ thế được nhà nào thì hay nhà đấy, rồi cứ làm dần thế thôi. Chứ để mà nói làm đồng loạt một lần mà cứ một trong vòng một tháng xây mấy trăm cái nhà thì rất là khó các bạn, rất là khó, không thể làm được đâu. Đấy, cái gì cũng nói thật thà như vậy đấy, là làm được thì mình cũng đã cố gắng hết sức, nhưng tạo điều kiện hết sức có thể cho người dân ở đây. Còn là chúng ta làm một lần như vậy thì mình không đủ sức, nhưng mà không đủ sức, cho nên là phải làm từ từ, hỗ trợ được các bác, các người dân đến đâu thì mình sẽ hỗ trợ đến đấy nha các bạn. À, xin chào bạn. Sim. Tính đi fazer de vagata vem, né? Tá bem. Não é uma vez, eu não vai conseguir para fazer do jeito de casa, de fazer de jeito devagar, tá vendo? É se hoje fazer isso, tá vendo? Tá bem. Hoje fazer isso, tá bem. Amanhã fazer isso lá. Tá bem. Depois outro casa, outro casa, devagar. Tá bem. Depois uma grupo, tipo cinco família fica uma casa, dorme junto. Sim. Não é uma família ficar uma casa, é sempre depois vai muito casa, depois terreno acabou. Sim. Nếu mà làm một chuyển ra sinh sống thì cũng là giống mình làm tạm bờ, tức là tạm bờ thế là các bạn. Để mà chuyển ra sinh sống thì còn đất đai các kiểu nữa, chứ không phải là ấy đâu. Chúng mình làm từ từ thôi. Được cái nào thì cứ hay cái đấy đó. Mà chúng nó dự án trong vòng khoảng tầm 30 cái được bán đấy các bạn, khoảng 30 cái đó. Assim depois não parece que o andar mais lá, está muito cansado, né? Estou muito cansado, isso do dói. Está andando a depina, né? A depina, quer dizer, a câmera estou eu, aquelas câmeras são podres, parece que tem muito tempo. Sim, mas a mãe está andando bem, né? Não, está andando bem. Está andando bem, depois não parece que o andar de a pé, né? Sim. E aí, com o sedá, vai ir com quem, vai ir. Vina, está andando bem, é muito original mesmo. É verdade. E se você levar uma mulher, vai cair do céu lá. Não vai conseguir chegar aqui, não é? É verdade, não, vou conseguir. Đấy, giờ cứ chia theo từng tổ làm như vậy các bạn, chứ nó chỉ triển khai thì được nhanh hơn. À đây, ui, cơm mè. Thì đấy, anh quản lý đây bạn, đấy, xếp ấy. Cũng mùa xinh, ta phải dây xung quanh đây. Mẹ ta đây, cơm mè.
Quay nuka. Canal à? Canal à. Gualebo. 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 Cheto. É isso. Aí, anh còn lấy đấy con. Como é? Isso. Tudo bem? Tudo bem. Hoje já trazer o do metro aqui? Sim, ele trouxe hoje. Assim que ontem que o chefe ligou para mim. Já. Yeah. Então, foi uma grande preocupação de ele ter o senhor. Já. Hôm qua như hồi nãy mình cũng nói đấy bạn, mình là còn nhờ anh quản lý là đi thuê cho mình hai người thợ chính các bạn để họ xây cho mình, để họ xây cho mình được mặt đã xây một cái nhà là để đồ dụng cụ cho người dân giống như máy bơm để cuộc xẻng sau này phấn lấn đào máy những cái gì đấy các bạn. Đấy là sẽ đấy là một cái nhà văn ở giống như cái nhà văn hóa các bạn, nằm trung tâm đây luôn. Thì bên kia là cái chỗ ăn uống bên kia, bên này là nhà để dụng cụ, nó ở gần nhau cả thôi. Còn nhà ở người dân ở phía ở là mình tính là từ cái giải này đến phía trên trước mặt nó sẽ làm từ đấy nha bạn, từ đấy lên phía trên nó. Dạ, chào bạn. Buruke on tengeo fala deli. Buruke eli tam fica produsi mua ki eli mi aranja su metere para a rapido. Ok, obrigado. Now você fala do rima vai aqui. Sim, é de sante, de sante. Esse para uma casa aqui, produsi mua som casa para meter guarda tipo sada. Muito bem. Sada tudo aí. Sim, sim, guarda sada. Adubo. Adubo quando já já cresce aqui, adubo compra depois meter o casa, fez adubo aqui. Sim, do armazém, depois guarda motobomba, manguela, tudo coisa aqui. Okay. Está muito bem. Yeah. Estamos aqui também a ter uma coisa, a nossa segurança, também ter um material. É. Também está muito bem. Yeah. E vamos ter que reforçar mais muito, para que dentro desses dias, a nossa casa também tem que ficar também muito bonita. Soba também tem que... Sim, muito bem. Ở đấy là khả năng là không phải khoán một cái giếng các bạn, khoán một cái giếng đấy để cho người dân lấy nước sinh hoạt. Thì hiện tại là từ toàn lấy nước ở dưới kia cả, thì hầu như là ba bản ở phía trong bây giờ là cũng tập trung ra ngoài này rồi, chỉ có tối về mới ở dưới kia thôi. Sia sinh sống à? Ok, Sia ki tên gì Adobu mà đã được để DVD để group bù lava bên mày. Tạm biệt tạm biệt. Ok, cái giờ bạn cũng thích cả mày là. Tạm biệt tạm biệt. Episode đi bù Amazon. Para guardar coisa. Ok. Aqui. Bateu aqui, vamos lá, direito lá, três filas, três filas. Uma fila aqui, uma fila aqui, uma fila aqui, pequeno, pequeno, separado, separado, tipo uma casa, separado dois, um metro, tá bom, tá bom. Para ficar tipo um bairro, tudo fica sombrio assim. Ok, muito obrigado. Yeah. Para depois não precisa andar mais. Sim, sim. Adicante. Ah, estamos cansados mesmo, andar de distante, distante. Yeah. Yeah. Assim fica muito aliviado os trabalhos. Sim. E yeah, quando as casas tudo ficar prontas, nós também vamos aliviar no coisa, não precisa de andar. Sim, próxima semana já, já vai ter máquina já para vir aqui. Muito bem. Alô, Rai! Isso aí! Mình nói chung là rất là may mắn đấy bạn, khi gặp được một số người. Gọi là nói chung là anh quản lý là một này, anh Manuel là hai này, anh Domingo là ba này, rồi là thầy hiệu trưởng này, Tiêu Giáo này là bốn đấy các bạn. Nói chung là phải là bác trưởng bản Tu Vi Ly, bác trưởng bản Lăng Bán Gu. Đấy, nói chung là mình làm việc hầu như là mình làm việc với những người đầu đứng đầu của bản đấy bạn. Đấy, chỉ cần nói với người, một người có tiếng nói trong bản thì người ta là mình muốn làm cái gì rất là dễ. Muốn nói với là người dân cái gì hay như thế nào ấy, làm việc ở chỗ nào mình cần nói qua bà trưởng bản thôi, mình không cần nói với người dân. Nhưng mà những các bà hay các anh đấy là những người rất là thông minh và rất là nhiệt tình. Đấy, từ học hỏi rất là nhanh cho nên là đến khi phát triển thì nó cũng không có là một cái gì gọi là bất ngờ lắm đấy các bạn. Đấy, nói chung là các anh bây giờ như anh quản lý, anh Manuel, anh Domingo đấy. Assim agora ganhei muito dinheiro. Soba, ele tá bom, aprende bem, tipo, quando fica uma pessoa, fica no meio do bairro, né? Tem que avisar, so, assim, trabalha, trabalha, ganha dinheiro. Ok. Fome, sai fora. Sim, sim, sim. Yeah. Né, Métre? Easy. Aí, eu mong não, né? Aí, làm bé quá, bạn, chứ đưa ra rộng hơn tí. Vì cái là mình xây nhà hai mãi mà. Dạ, sếp Tony. Sim. O tomate já está sendo vermelho, já. Ah, tudo? Já, já está tudo vermelho. Sempre apanhar comer? Ah, costumamos apanhar aí, dá para comer já. Sempre apanhar lá, meter aqui? Sim. A cozinha? Sim, sim. Ok, sim. Vamos lá ver. Tá bem, tá bem. Đấy, còn bác trưởng bản bảo là ở ngoài này có rất là nhiều cà chua. Đấy, chỉ nôi. Giờ ra để xem thế nào là bình thường ngày nào cũng là hải đấy để vào trong nấu ăn đấy các bạn. Qua lá lê bơ. Qua lê bơ. Ừ, cà chua các bạn này. Rồi thà này bán không có trong thao ăn. Nói chung là để nhặt hết thì không sao mà cay. Quá là lớp bông. Chết.
Já está bom, dá para comer, chefe? Se quiser comer, é isso, já está bom. A tiraste um bamba de quê? Para semente. Ah! Para plantar mais de novo. Ok, aí anh này đang để lấy giọng nữa bạn này. Đấy, cho nó lấy giọng này. Đấy. Nhiều thật ý. Giờ là quả bé 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 cả các bạn. Tudo está bom, chef? Liga? Está bom isso. Sim. Só que entrou um bocado de coisa, por isso estamos a tirar lá a coisa. Esse não é o problema. Esse para que tempo para esse tirar para comer. Sim, sim. Depois leva para o almoço, né? Sim, sim, depois a máquina vai e chegou, vira tudo. Ah, tá bem, tá bem. Sim. Tá bem. Esse, não pode, esse não é vender para ficar criando muito já, porque esse já está quase já. Sim. Só, esse só tirar mais dois vezes para terminar, né? É só. Nós já costumamos tirar muito tempo a comer. E agora, se botar quase a ultimar, sim. Estamos quase a aproveitar um bocado de cimento. Ok. O tempo de coisa, vamos plantar mais de novo. Số này, ngày hôm buổi trưa tháo ăn các bạn, nói chung là như này cỏ là hơn con không, còn hơn là những cái hôm kia là cay giòn đi. Mở đầu thì mình cũng định giòn đấy các bạn, nhưng mà sau nghỉ lại là để phải đợi múa đi, để người dân ở đây là có gần đấy các bạn đi, đi ra đây hải là ăn buổi trưa luôn, rất là nhiều. Thế thì xem đây có mẹ đấy. À, sim, tudo tiramos, é muito que tiramos já para comer. Isso já, isso é pouco, é o resto já. Liga? Isso já é o resto que restou. Ok. O muito que já comemos muito tempo daqui. Ah, tá bom assim. E dava muita tomate mesmo. Ok. Đấy, bác bảo là bây giờ là sẽ nhặt những quả bé bé đấy các bạn này. Hay những quả này là hải vào bạn được rồi đấy. Esse tira ra. Esse tira para levar comer. É verdade. Đấy, con nữa là lấy một ít giống. Con đâu nữa là để khi mấy cây đấy đấy các bạn. Nó sẽ thu hoạch hết luôn, nói chung để mấy cây là cây phía đấy này lúc nào đi xuống như này là sẽ thu hoạch hết một lần luôn, là chia cho ăn không hề tí chia cho mọi người một ít để mà cây để mà trong lửa tiếp theo đấy các bạn. À xin anh xin tí ra ra tu rồi anh xin em xin nó bây giờ xin compra mà tôi mà thì nói nào bây giờ nó vào compra mà già nó vào mà compra xem bây giờ con đút tu con bay xin tôi mà thì qua coi giấy ra ta chúng là cái có cái vườn cây chúa này là cũng ăn được một tháng tới các bạn, một tháng tới không bị múa đấy. Giờ mà mua khổ này đi mua là cũng mất rất là nhiều, không phải là tốn nhiều tiền nhưng mà là gọi là cũng là đỡ mất công đi mua đấy. Ở ngoài chợ cũng bán khá là đắt vì số lượng người rất đông, giờ mà mua một báo như thế này cũng không đủ các bạn, phải tầm một giờ phải quan tâm một số này, hơn một số này. Em chỉ uống đi cô mẹ quan tục để bao nhiêu tiền chị à, để bao nhiêu xin bao đi xin bao ăn bao đi xe um baldinho desse chega para mim. Um balde? Sim. Daí, một ngày là hết còn một số này, bạn này. Porque outros são muito grandes, são grandes. À, sim. Yeah. Đấy, cái này là bọc lấy hạt rồi thì con này thì rửa quá đấy, còn đầu tiếp đấy con. Đấy, một ngày là một số này, nếu mà mua thì phải mua khoảng 3 báo này, là mất khoảng 3.000 quán đấy con, là một ngày. Đấy, đợi tổn được từng nào thì hãy từng đấy. Tận dụng trong cái mảnh đất này có cái gì mà ăn được thì cả kiểu thì cứ ăn thôi các bạn. Thế, xin chào ta. Sim. Cái đấy là tan đấy con, chưa bắt đầu đến cái đoàn tan thôi. Ở đây này, con cực kỳ nhiều này. Mà ta này thôi. Ya si, agora sou apanhar si para comer. Quando máquina veio, tira tudo uma vez. Vamos tirar mesmo de uma vez. Tira tudo uma vez. Não comer acabou, dividir para bobo. Um cara, um bocado, um bocado. Tá bem. Limpar já esse aqui para virar já. Tá bem. Sim. Ok. Tá bom. Cực kỳ nhiều các bạn này, quả đây. Ui. Assim. Yeah. Assim, né? Ah, aqui é seu. Cresceu muito bem. Cresceu bem. Yeah. Agora eu sou. Ở đây mà nhà ta phải tưới água đấy. Sim, tưới água. Tưới được các bạn. Nghe nào, tưới được đấy. Đi. Thì còn không tưới trong quả ẩm bữa nay đâu, khô ráng hết. Nói chung là tưới là đến được như ngày hôm nay, trong một tháng này là người dân ăn uống như này là cũng ok phải đấy các bạn. Ui giời. Đỡ phải mua là giống nó đỡ bắt tiền mua các bạn. Đây, quả đây. Bé bé này không to lắm nhưng mà cũng nói chung ăn được. Assim como já está perdendo o tempo, já está iniciando a secar. Assim, já está iniciando a secar. Ok, sim, o tempo está passando. Đấy, bà cũng bảo là cái này là quá lực rồi. Đấy, bây giờ để này là mấy ba cây là thu hoạch cũng là luôn đấy. Giúp bà, tất nhiên ra ta. À, ta tôi đủ. Đấy, những quả này. À, ta tôi đủ pronto. Đấy, quả này. Đấy. Cũng có là quả bé, quả lớn chứ không phải là quả nào cũng như nhau đâu. Đấy, một số cây, một cây khác nhau. Temos que tirar, porque assim com este calor já está iniciando a progressão com calor. Nặng quá là bị bâm chấp các bạn này. Nặng quá là bị bâm chấp này. Bị lùng này, khổ. Khổ rồi, cất chúa đi. Khổ này. Calor está demais. Calor, né? Sim, calor,
Entonces, un amigo tengo que mandar de apañar ya. Sí, está bien. Sí. Apañar para que dividir para. Ok. Lo acaña para él comer ya. Sí, sí. No fica mucho tiempo así. Él todo el tiempo así. Sí, estaba así, ya, ya. Sí. Ya. Ahora, los que estaba cosas más atrás estaban ser casi amarelas. Sí. Por causa del calor. Sí. Mas, último vez, vamos a tirar ya todo para que después. Está bien, sí. Para después virar ya. Sí, sí. Ya, está bien, sí. Chúng cái này là có hoãn là được đấy các bạn, chứ không phải để này là để trong để lại cái năng suất đâu, vì là người ta cũng đã bỏ đấy như này đây quả đây, nên năm lấy thằng ở trên đất cả đây, thì sẽ tách cái đu chao tu đuôi ra. Isso tudo é através do calor. Depois perde coisa, perde o esse o próprio como que se diz, para onde que se segurou, aqui pudesse mudar depois sai. Ok. E a por causa do calor. Vườn cà chua tôi thấy xuống dưới luôn. Bán thì không có bán, nhưng mà bán thế này cũng không được giảm mày đâu. Nhưng mà để đủ ăn được thôi. Đủ ăn mình chỉ mua thêm gạo đây, thỉnh thoảng đi bột ngô, thỉnh thoảng đi gạo đây, đuôi gà đây, cá đây các bạn. Đấy, đây nấu về cà chua này. Đấy. Thế là có một bữa ăn ngon lành thôi. Thì ở trong bản đấy thì làm gì có cà chua hay là những cái gì, những nông sản ở mùa khô này đâu các bạn. Không thể có. Nhưng mà đấy là tan đây, gọi là tan đấy các bạn, hết mua đấy đấy. Giờ là thu hoạch một lần nữa là sẽ máy đến là gió cay luôn thôi, không có để này đâu, để giờ cũng được như nào ạ, kiếm diện tích. Đấy, cũng mong sao là sáng tuần là máy đến đây các bạn, sáng tuần là máy đến thì sẽ cay hết, thì mình sẽ đổ đất và chia đất, rồi là để cho các bác là mỗi bác trưởng thôn đứng đầu bản là có trách nhiệm chia nhỏ những người dân đến làm việc các bạn. Đấy, giờ thu hoạch xong là giờ đưa vào này một số các bạn, bữa trưa này. Đấy, một số. Dạ lấy vào bà cô chị nhà chưa? Ok. Cái xin depois và vai mai mai đấy. Ok, tao đây. Xin chào. Ở đấy thì ok các bạn, thì ngày hôm nay lên là cũng là đặt cũng như là cánh quản lý đã thu hoạch cho thuê thợ đến và tiến hành khởi công xây dựng những cái ngôi nhà trong mơ đấy, dành cho người dân. Rồi mình cũng lên kế hoạch sẽ đào giếng để cho người dân đấy là sử dụng sinh hoạt đấy các bạn. Giờ trưa rồi, giờ đưa cà chúa vào là nấu ăn để nghỉ ngơi làm việc tiếp. Chiều là khoảng tầm 4 giờ là phải về đấy các bạn, 4 giờ chiều là phải về rồi, hoặc thậm chí là 3 giờ phải về. Nếu mà mưa mưa là phải về sớm, không tối là trong rừng rặn này, rừng rậm đấy bạn, rất là nguy hiểm. Hắn một số các chú ơi. Giữa trưa là một số các chú các bạn. Đặng cà phê đấy. Em sẽ bao đi phải cà ba. Tú đu em sẽ cà ba.